Kính chào các đồng chí và các bạn. Trong chương trình An toàn giao thông hôm nay, chúng tôi có phóng sự phản ánh thực trạng tai nạn giao thông có liên quan đến xe mô tô, xe máy. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi. Hiện nay, xe mô tô, xe máy vẫn là một trong những phương tiện đi lại chủ yếu của người dân. Theo thống kê của ngành chức năng, lưu lượng xe mô tô, xe máy chiếm hơn 80% tổng số phương tiện giao thông. Bằng những ưu điểm nổi bật như nhỏ gọn, tính cơ động cao, linh hoạt, có nhiều công năng phù hợp với điều kiện đường xá, túi tiền, nhu cầu và sức khỏe của người dân. Do đó, xe mô tô, xe máy luôn là phương tiện được người dân ưu tiên lựa chọn. Loại phương tiện này được người dân mua sắm tăng vọt trong những năm gần đây. Riêng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, chỉ tính trong năm 2018, có đến 1.400 xe mô tô, xe máy được đăng ký mới. Và theo dự báo, trong những năm tới, xe mô tô, xe máy vẫn tiếp tục là phương tiện đi lại được người dân chú trọng. Lượng xe mô tô, xe máy ngày càng đông, trong khi các tuyến đường chưa được nâng cấp kịp thời. Một bộ phận người điều khiển xe mô tô, xe máy tham gia giao thông chưa nêu cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhất là ở lứa tuổi thanh thiếu niên, đã làm cho tình hình trật tự an toàn giao thông từng lúc, từng nơi có nhiều diễn biến phức tạp. Xe mô tô, xe máy là loại phương tiện có nguy cơ xảy ra tai nạn cao nhất so với các phương tiện khác. Theo như số liệu thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông thì đến thời điểm này, các vụ tai nạn giao thông có liên quan đến người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Trà Vinh chiếm tỷ lệ rất cao so với các phương tiện tham gia giao thông khác, chiếm tỷ lệ khoảng trên 75% tổng số vụ tai nạn đã xảy ra. Nguyên nhân là do người điều khiển phương tiện tham gia giao thông là sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện, rồi đi không đúng phần đường, làn đường quy định, chạy quá tốc độ quy định. Đây là những cái nguyên nhân chính dẫn đến các cái vụ tai nạn giao thông trong thời gian qua. Vào khoảng 23 giờ 50 phút đêm 16 tháng 2 năm 2019, anh Nguyễn Văn Cường, 41 tuổi, ngụ ấp Tân Trung Kinh, xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần, điều khiển xe mô tô lưu thông trên hương lộ 2 hướng từ xã Hiếu Trung đi xã Tân An, huyện Càng Long. Khi đến đoạn thuộc ấp Tân Trung Kinh, xã Hiếu Trung thì xảy ra tai nạn với xe mô tô do anh Nguyễn Minh Luân, 33 tuổi, ngụ ấp Te Te 2, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần điều khiển theo chiều ngược lại. Tai nạn xảy ra làm anh Cường chết ngay tại hiện trường, còn anh Luân bị đa chấn thương, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Được biết, qua xét nghiệm máu, cả anh Cường và anh Luân đều đã có sử dụng rượu bia vượt quá nồng độ quy định, được phép điều khiển phương tiện. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an huyện Tiểu Cần tiếp tục điều tra làm rõ. Còn đây là hình ảnh hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra đêm 8 tháng 2 năm 2019 trên hương lộ 7 thuộc ấp Dòng Chùa, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, làm chết một người, bị thương ba người. Vào khoảng 20 giờ 50 phút cùng ngày, ông Võ Văn Hòa, 62 tuổi, ngụ khóm 3, phường 1, thành phố Trà Vinh, điều khiển xe mô tô chở một người ngồi sau đi trên hương lộ 7 hướng từ xã Đại Phúc đi xã Phương Thạnh. Khi đến địa điểm trên thì xảy ra tai nạn với xe mô tô do anh Nguyễn Hồng Phúc, 24 tuổi, ngụ ấp Kỳ Dương, xã Đại Phúc, huyện Càng Long điều khiển chở một người ngồi sau đi theo chiều ngược lại. Tai nạn xảy ra làm cả 4 người bị thương nặng, riêng ông Hòa đã tử vong sau đó. Được biết, cả 4 người đi trên hai xe đều có uống rượu bia. Nồng độ cồn đo được trong hơi thở của ông Hòa là 0,52mg trên 1 lít khí thở. Nồng độ cồn trong hơi thở của anh Phúc là 0,7mg trên 1 lít khí thở. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an huyện Càng Long tiếp tục điều tra làm rõ. Để góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông nói chung, người điều khiển xe mô tô, xe máy nói riêng, thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã tăng cường phối hợp với các ngành chức năng, đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những nguyên nhân thường dẫn đến tai nạn, va chạm giao thông, những nguyên tắc đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, mức phạt ở một số lỗi thường gặp. Qua buổi tuyên truyền thì con biết được là phải đủ tuổi thì mình mới được sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, và khi sử dụng thì mình phải có bằng lái.
khi tham gia giao thông bằng các phương tiện đó thì mình phải đi đúng làn đường đã quy định, không được vượt quá tốc độ cho phép, không lạng lách đánh võng, khi chở người phía sau thì phải đảm bảo an toàn cho người đó, và khi về nhà con sẽ tuyên truyền cho những người xung quanh biết những quy định khi sử dụng phương tiện xe ô tô, xe gắn máy để họ có thêm những kiến thức khi tham gia giao thông, và đảm bảo cho mọi người tham gia giao thông khác được an toàn. Song song với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh còn tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, nhất là những lỗi vi phạm thường là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn, va chạm giao thông của người điều khiển xe mô tô, xe máy, như uống rượu bia, vượt quá nồng độ cho phép điều khiển phương tiện, không giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện. Chiều và đêm 1 tháng 4 năm 2019, cùng với tổ tuần tra bảo đảm trật tự an toàn giao thông của công an huyện Tiểu Cần làm nhiệm vụ trên tuyến tỉnh lộ 912 thuộc xã Tập Ngãi, chúng tôi ghi nhận có 5 trường hợp người điều khiển xe mô tô, xe máy vi phạm. Trong này có 2 trường hợp sử dụng rượu bia vượt quá nồng độ quy định, 3 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và không có giấy phép lái xe. Đây là những lỗi vi phạm thường là nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn, va chạm giao thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Qua trao đổi với chúng tôi, hầu hết người dân đều có chung ý kiến là trong các loại phương tiện tham gia giao thông trên đường thì xe mô tô, xe máy là loại phương tiện xảy ra tai nạn nhiều nhất. Đặc biệt là người điều khiển xe ở lứa tuổi thanh thiếu niên, người chưa có giấy phép lái xe. Để bảo đảm an toàn cho người đi trên xe mô tô, xe máy thì ngoài việc nỗ lực thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông của các ngành chức năng thì hơn ai hết những người điều khiển xe mô tô, xe máy phải trang bị cho mình những điều kiện cần thiết và phải chấp hành nghiêm pháp luật khi tham gia giao thông để bảo đảm an toàn cho bản thân mình và người khác. Tôi thấy như nếu mấy người đi mô tô gắn máy đó thì là điều kiện thứ nhất là phải là có giấy phép lái xe. Cái thứ hai nữa là tham gia giao thông đó thì là đừng nên uống rượu. Tại vì uống rượu thì tôi thấy là hình như là gây tai nạn giao thông, là mấy người uống rượu là gây nhiều nhất. Đó, 10 phần thì nghĩa là hết 7 phần là gây tai nạn giao thông là những người là say xỉn không, nhất là mấy chú thanh niên. Cái phương tiện mà hiện giờ đang thịnh hành nhất là xe mô tô. Xe mô tô đang thịnh hành ở trên đường đi nhất, có thể là xảy ra nhiều cái tai nạn đáng tiếc nhất. Rồi để lại cái không chết thì để lại cái di chứng nằm đó, rồi cũng như để là khổ cho gia đình, vấn nạn của xã hội nó rất là nhiều là đối với xe mô tô. Bây giờ người đi xe mô tô với xe gắn máy á, bây giờ là cần phải đội mũ bảo hiểm, bất cứ là đi xa hay đi gần mình phải để là tự mình bảo vệ cho chính bản thân của mình, chứ không phải là để đội để đối phó với là các anh làm nhiệm vụ chức năng của mình đó, là mình phải có cái ý thức như vậy. Trong quá trình điều khiển xe thì mình phải là bình tĩnh, không có uống rượu bia, rồi không chạy lạng lách, rồi không phóng nhanh vượt ẩu. Mình phải có ý thức để cho người dân của mình nó không bớt đi xảy ra cái tai nạn giao thông. Muốn nói để đảm bảo an toàn giao thông đó thì tất nhiên cái điều trước nhất là khi tham gia giao thông là chúng ta phải hiểu luật và chúng ta phải tuân thủ cái luật lệ giao thông. Xe mô tô, xe máy lưu thông trên các tuyến đường vẫn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn bất cứ lúc nào nếu người điều khiển chủ quan, không tuân thủ pháp luật. Để góp phần thực hiện có hiệu quả năm an toàn giao thông 2019 với chủ đề an toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy, đề nghị người tham gia giao thông, nhất là người điều khiển xe mô tô, xe máy, cần phải nêu cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng nét đẹp văn hóa khi tham gia giao thông để phòng tránh tai nạn. Kính thưa các đồng chí và các bạn, chương trình An toàn giao thông đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn vào thứ hai tuần sau. Thân ái, kính chào.